Sáng 2 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến người bổng Ngọc Trinh, tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi. Ngay từ sớm, lực lượng an ninh đã được huy động để đảm bảo công tác an ninh cho phiên tòa. Phía bên ngoài tòa án, nhiều cán bộ cơ bang và các lực lượng khác đã có mặt từ sớm. Phóng viên đến đưa tin, người thân của các bị cáo và những người có liên quan phải được kiểm tra qua máy soi an ninh trước khi vào tham dự phiên xét xử. Khoảng 7 giờ 20 phút, xe chở phạm nhân đưa bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh đến tòa. Tại phiên tòa, cha ruột và chị gái của người bổ Ngọc Trinh cũng có mặt. Khoảng 8 giờ 10 phút, bị cáo được cán bộ công an dẫn giải vào phòng xét xử. Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Theo điểm A khoảng 2, điều 318 Bộ luật hình sự, phạm tội có tổ chức với khung án phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đồng phạm là bị cáo Trần Xuân Đông cũng là thầy dạy lái mô tô của Ngọc Trinh, bị xét xử về hai tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoảng 2 và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo khoảng 1 điều 341 Bộ luật hình sự. Đây là vụ án được dư luận quan tâm đặc biệt, một phần vì Ngọc Trinh là nhân vật có tiếng trong showbiz. Cô gia nhập làng thời trang từ rất sớm khi chỉ mới 15 tuổi và từng đăng quang cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam Hoàng Cầu vào năm 2011. Cũng từ thời điểm này, công chúng đặt cho cô danh hiệu Nữ Hoàng Nội Y. Trong suốt thời gian hoạt động trong showbiz, cái bổng Ngọc Trinh từng vướng vào một số lùm xùm, đặc biệt là có một số phát ngôn gây sốc. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe phân khối từ 175 cc trở lên, tức là bằng hạng A2. Tuy nhiên, bị cáo này đã bàn bạc cùng bị cáo Trần Xuân Đông chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn lựa chọn địa điểm để lái xe. Đồng thời, bị cáo Ngọc Trinh phân công một số người khác chuẩn bị điện thoại flycam để quay phim. Vào các ngày 5, 6 tháng 9 và ngày 6 tháng 10 năm 2023, hai bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã điều khiển xe phân khối lớn và thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm quỳ trên yên xe, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng ở địa bàn thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng và an toàn giao thông. Sau đó, Ngọc Trinh biên tập lại các video cùng hình ảnh lái xe nguy hiểm và đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân như TikTok, Ngọc Trinh, năm video và nhận được 478.000 lượt thích, 4.000 881 lượt bình luận. Facebook Trần Thị Ngọc Trinh của bé ăn hàng thu hút 5.900 lượt tương tác. Fanpage Ngọc Trinh còn đăng tải video lái xe phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông bị bắt tạm giam và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.